Thưa toàn thể các bác thân mến, đây là video đầu tiên em test âm chất âm bass của những quả loa Sub Bass CF hàng bãi xịn, bass 40 thùng gỗ từ 220x100, và em có tổng số lượng 12 chiếc về cách đây vài hôm. Em chưa kịp lên kênh thì đã bán 2 chiếc và lên đường cho các bác cùng anh em. Em còn 10 chiếc nữa, giá 4.500.000 đồng một chiếc. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Những quả súp chất âm hay vượt so với cái giá trị mà các bác đầu tư tiền ra mua, đó chính là 4.500.000. Em xin được giới thiệu tổng thể một chút nữa để các bác tìm hiểu nhé. Những quả loa súp hơi, súp đơn, bát 40 từ 220x100, thùng gỗ, sơn sần bóng màu đen, giá 4.500.000 đồng một chiếc. Tiếng bát đánh chắc, sâu và rất là uy lực, mạnh mẽ. Các bác thân mến, những quả loa súp thích hợp cho các bác sử dụng ở gia đình, và các bác của anh em có thể sử dụng ở trong quán bar, phòng trà, phòng karaoke, kinh doanh các bác nhé. Với lực đánh ra rất là mạnh và có độ bền cao, em xin được chia sẻ về giá là 4.500.000 đồng. Rất ít khi các bác gặp được những quả súp hơi đẹp như thế này. Em còn 10 chiếc các bác nhé. Đây ạ, để em xin được giới thiệu. Chất âm thì em vừa test cho toàn thể các bác xem và tham khảo rồi đúng không ạ? CAF đây các bác nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này đúng không ạ? 9 này và 10 đúng không bác? Em có 12 chiếc, bán 2 rồi. Hôm nay là video đầu tiên em test âm, để mong các bác thông cảm vì lý do là cũng hơi bận đúng không bác? Tất cả những quả súp này đúng không ạ? Với giá 4.500.000 là em bao zin xịn các bác nhá. Tất cả những quả súp em bán 4.500.000 này là bao zin và xịn, các bác hoàn toàn yên tâm. Và các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những chiếc súp này để chơi gia đình thì liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển. Địa chỉ cửa hàng là khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em nhận ship hàng trên toàn quốc. Em xin phép gửi lời chào tới các bác nhá. Các bác ơi, em xin được nhấn mạnh kỹ, đây là quả súp hơi các bác nhá. Súp hơi là gì? Súp hơi là các bác lấy tín hiệu từ vang hoặc từ lân ra, đưa xuống đường công suất của đẩy và đánh từ đẩy ra. Và để các bác sẽ không phải mất công để hỏi đúng không ạ, thì em xin được chia sẻ là combo bộ sản phẩm em vừa test bao gồm một đôi loa JBL mã số MS115 giá là 24.000.000, một đôi súp giá 9.000.000 đúng không ạ? Một quả là 4.500.000, hai quả là 9.000.000. Một chiếc đẩy PSB4800 giá là 8.200.000. Lưng tiếng Parel Vang GD cặp bài trùng, cặp đôi hoàn hảo, giá 5.000.000. Giá trên tất cả đều tại cửa hàng các bác nhé. Và em có thể mời các bác trải nghiệm thêm một chút nữa để em sẽ dừng lại clip. Các bác sẽ gọi điện sớm để sở hữu những quả súp hơi này ạ. Rất là chắc. Đấy, xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.